Israel sẽ trả đũa đòn tấn công trực diện từ Iran như thế nào? Quân đội Israel công bố video chiến đấu cơ bắn hạ UAV tên lửa hành trình của Iran. Quan chức Mỹ nhận định 50% tên lửa đạn đạo Iran có thể rơi trên đường tập kích Israel. Áo hé lộ thời điểm ngừng nhập khí đốt từ Nga. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Israel sẽ trả đũa đòn tấn công trực diện từ Iran như thế nào? Sau cuộc tấn công hôm 14 tháng 4, Israel sẽ đáp trả Iran một cách trực diện mạnh hơn hay ra đòn tấn công nhằm vào các tài sản Iran ở các nước đồng minh? Quyết định lựa chọn nào cũng đòi hỏi tính toán rất thận trọng của Tel Aviv. Theo truyền thông Israel, cuộc tấn công quy mô lớn của Iran bao gồm hàng trăm máy bay không người lái UAV cũng như tên lửa vào sáng ngày 14 tháng 4 là sự leo thang chưa từng có trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia ở khu vực Trung Đông. Các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn bao gồm lực lượng Hezbollah ở Liban, lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq và lực lượng Houthi ở Yemen đã tham gia vào cuộc tấn công, phóng UAV và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel. Các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Israel, Mỹ và Anh được cho là đã bắn hạ hầu hết các UAV và tên lửa của Iran. Israel tuyên bố đánh chặn 99% vật thể bay từ Iran với sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Các động thái tiếp theo của Israel sẽ chủ yếu xoay quanh việc cuộc tấn công của Iran gây thiệt hại như thế nào và mục tiêu chính xác của Tehran là gì. Phản ứng của Israel sẽ được thúc đẩy một phần bởi nhận thức của chính phủ nước này về nguy cơ xung đột công khai với Iran. Mức độ mà Mỹ ủng hộ Israel phản ứng và nhận thức của nội các về sự ủng hộ của công chúng Israel đối với việc leo thang chống lại Iran. Theo một quan chức Israel, cuộc họp nội các chiến tranh kéo dài hàng giờ và kết thúc vào tối ngày 14 tháng 4 mà không đưa ra quyết định về cách Israel sẽ phản ứng. Quan chức này cho biết nội các chiến tranh quyết tâm đáp trả nhưng vẫn chưa quyết định về thời gian và phạm vi. Một trong những vấn đề nan giải chính mà nội các phải đối mặt là xác định xem Israel nên phản ứng nhanh như thế nào. Quan chức này cho biết quân đội Israel đã được giao nhiệm vụ đưa ra các phương án đáp trả bổ sung. Các lựa chọn đáp trả quân sự của Israel có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Liban, Syria, Iraq và Yemen cũng như nhắm vào chính Iran. Nội các chiến tranh của Israel tuyên bố các cuộc tấn công trả đũa có thể được tiến hành để ngăn chặn nguy cơ lặp lại các cuộc tấn công trực tiếp của Iran. Israel có thể tiến hành các cuộc không kích vào các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Liban, Syria và Iraq, nơi họ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công trước đó, tập trung nhiều hơn vào các khí tài và quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đồng thời có thể mở rộng các cuộc tấn công vào các cơ sở ngoại giao của Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công hồi đầu tháng này nhằm vào cơ sở Iran tại Syria. Israel cũng có thể mở rộng các cuộc tấn công chống lại lực lượng Houthi ở Yemen hoặc quân nhân Iran đóng quân ở đó, mặc dù các cuộc tấn công như vậy có thể sẽ cầm cự hỗ trợ của Mỹ. Các lựa chọn trả đũa khác của Israel sẽ là các cuộc không kích vào trụ sở của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hoặc các căn cứ của lực lượng này xung quanh Iran. Ngoài ra, Israel có thể xem xét tấn công vào các mục tiêu tại Iran, đặc biệt là các địa điểm phóng tên lửa và UAV, cũng như cơ sở hạ tầng liên quan đến vụ tấn công hôm 14 tháng 4 vào Israel. Tuy nhiên, một hoạt động như vậy sẽ dẫn đến thách thức về mặt hậu cần đối với không quân Israel và sự cần hợp tác của Mỹ. Nếu Israel trả đũa Iran, mức độ hỗ trợ từ Mỹ và các nước khác sẽ rất quan trọng để xác định liệu cuộc khủng hoảng có leo thang ra ngoài Israel và Iran hay không. Các quan chức Iran đã nói rõ rằng nếu Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực hỗ trợ phản ứng của Israel thì họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Mỹ có thể sẽ âm thầm hối thúc Israel hạn chế các đòn trả đũa nhằm giữ cho cuộc khủng hoảng không leo thang. Nếu Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho Israel đáp trả Iran theo bất kỳ cách nào, Iran hoặc lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria và có thể ở những nơi khác trong khu vực, chẳng hạn Vịnh Ba Tư hoặc các nước vùng Vịnh. Iran và các đồng minh có thể giải thích việc Mỹ tham gia tấn công các UAV của Iran trên bầu trời Iraq trong khi chúng đang hướng tới Israel là hành động tham gia vào cuộc xung đột và là căn cứ để tiếp tục các cuộc tấn công vào Mỹ. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng
có một số lý do khiến họ hoài nghi về việc Iran thực sự muốn xung đột với Israel. Iran chưa được chuẩn bị tốt về mặt quân sự và đang phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây. Về phần mình, quan điểm của Mỹ rất đơn giản. Washington muốn tránh một cuộc xung đột khu vực có thể kéo theo lực lượng của họ, đồng thời làm rung chuyển thị trường quốc tế và làm phức tạp vị thế của các đồng minh Ả Rập của Washington. Họ muốn bảo vệ Israel, nhưng cũng muốn Israel kết thúc với chiến dịch ở Gaza. Suốt đêm 13 tháng 4, những người đã có mặt trong phòng tình huống của Nhà Trắng có lẽ cũng là những người có niềm tin rằng cả Israel và Iran đều không có khả năng làm được gì nhiều hơn thế. Tuy nhiên, dù cả Iran và Israel đều có lý do chính đáng để xuống thang, nên chính trị ở cả hai nước vẫn rất phức tạp, nỗi sợ hãi và sự bất ổn đang tăng cao. Một tính toán sai lầm đơn giản, chẳng hạn như niềm tin rằng đối thủ chắc chắn sẽ leo thang, có thể khiến niềm tin đó bỗng ứng nghiệm. Hôm 14 tháng 4, quân đội Israel đã công bố video ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu của họ đánh chặn các máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình phóng từ Iran về phía Israel. Trong đoạn video được đăng tải cho thấy, UAV và tên lửa hành trình của Iran bị khóa mục tiêu trước khi bị hạ gục cùng báo cáo của phi công rằng mục tiêu đã bị bắn hạ. Cũng trong ngày 14 tháng 4, trong một cuộc họp ngắn qua video, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết vào Iran đã phóng tổng cộng hơn 300 UAV và tên lửa về phía Israel hôm 14 tháng 4 và 99% số vũ khí này đã bị bắn hạ. Cụ thể, ngày 14 tháng 4, Iran đã phóng hàng loạt UAV có chất nổ và bắn tên lửa vào Israel nhằm trả đũa vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này, làm 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Hiện tại, Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng này. Ngày 14 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo Iran và các nhóm vũ trang do nhóm này hậu thuẫn phóng 170 phương tiện bay không người lái UAV, 120 tên lửa đạn đạo và 30 tên lửa hành trình trong trận tập kích ban đêm. Đây là lần đầu tiên Iran tung đòn tấn công quy mô lớn vào Israel từ lãnh thổ nước này. IDF tuyên bố họ và các đối tác ngăn chặn khoảng 99% mục tiêu, trong đó có toàn bộ UAV và tên lửa hành trình, khiến chúng không thể xâm nhập không phận Israel. Cùng ngày, báo quan chức Mỹ cho biết trong số 120 tên lửa đạn đạo mà Iran khai hỏa, khoảng một nửa bay được tới gần Israel, phần lớn bị bắn hạ, số còn lại gặp trục trặc và rơi giữa đường, không tới được mục tiêu. Một quan chức Mỹ nói, tỷ lệ trục trặc này là quá lớn so với năng lực tên lửa đạn đạo vốn được tán dương của Iran. Truyền thông nhà nước Iran cho hay, nước này đã khai hỏa tên lửa đạn đạo tầm xa IMAS và tên lửa hành trình Pavel trong đòn tập kích. IMAS chính là loại tên lửa đạn đạo mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC sử dụng trong cuộc diễn tập quy mô lớn mô phỏng đòn tấn công căn cứ không quân Panmichim của Israel hồi tháng 2 năm nay. Giới chức Mỹ cho biết, quân đội nước này đều tiêm kích F-15E thuộc phi đoàn số 494 và phi đoàn 355 hạ khoảng 70 UAV Iran, hai khu trục hạm USS Khanei và USS Arleigh Burke tại phía đông Địa Trung Hải hạ 4-6 tên lửa đạn đạo. Tổ hợp Patriot của Mỹ tại Erbil, Iraq hạ một tên lửa khác bay vào không phận quốc gia Trung Đông này. IDF cho hay, trong số những tên lửa đạn đạo Iran tới được không phận Israel, họ chỉ bắn hạ những quả đạn được dự báo sẽ rơi xuống khu dân cư. Số còn lại lao xuống những khu vực ít người, trong đó có căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam Israel. Theo hai quan chức Mỹ, 5 tên lửa đạn đạo Iran đã xuyên qua lưới phòng không Israel và đánh trúng lãnh thổ nước này, trong đó có 4 quả rơi xuống căn cứ Nevatim, nơi bố trí tiêm kích tàng hình F-35 của Israel, một tên lửa rơi xuống đường băng, 2 quả lao vào khu nhà chứa máy bay bỏ không, 1 quả không trúng mục tiêu. Tên lửa đạn đạo thứ 5 của Iran dường như nhắm vào trạm radar ở miền bắc Israel nhưng trượt mục tiêu. Iran mở đợt tập kích nhằm trả đũa vụ không kích nhằm vào tòa nhà lãnh sự của nước này ở Syria hồi đầu tháng này, khiến 7 thành viên IRGC thiệt mạng, trong đó có 2 chuẩn tướng. Iran cho rằng Israel là bên thực hiện vụ không kích, nhưng Tel Aviv không nhận trách nhiệm liên quan. Chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ, Samuel Bendet nhận định chiến thuật dùng UAV phối hợp với tên lửa của Iran tương tự cách Nga tập kích Ukraine. Chiến thuật này buộc đối phương phóng tên lửa đắt tiền để chặn UAV giá rẻ và làm cạn kiệt năng lực phòng không của họ, giúp đợt tấn công kế tiếp bằng tên lửa trở nên dễ dàng hơn.
Theo chuyên gia Bendet, Iran sử dụng một số UAV chậm và kém tinh vi hơn so với những mẫu dùng động cơ phản lực đang có. Dường như họ biết chúng sẽ bị phá hủy dễ dàng. Đợt tập kích này có thể đặt ra thách thức mới cho Israel. Khi để đạt tỷ lệ đánh chặn 99%, cần hệ thống phòng không tốn kém hơn nhiều so với tổng giá trị các mục tiêu. Chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Tom Caraco nhận định quy mô chiến dịch phòng không trước đòn tập kích của Iran đặt câu hỏi về nguồn cung đạn dược cho các tổ hợp tham gia đánh chặn UAV và tên lửa vốn rất hạn chế và đắt đỏ. Chuyên gia Caraco nói, mối lo ngại ở đây là Israel đã khai hỏa rất nhiều. Điều này liên quan đến vấn đề năng lực của họ. Lưới phòng không Israel có thể bị suy giảm năng lực sau khi khai hỏa rất nhiều để đánh chặn UAV, tên lửa đạn đạo Iran. Dù vậy, cựu đại tướng, từng là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ CENTCOM, Kenner McKenzie lại cho rằng Iran đã tiêu tốn rất nhiều nguồn lực cho đợt tập kích, khiến họ có thể thực hiện hoạt động tương tự trong tương lai gần. Theo ông McKenzie, Iran bố trí hơn 3.000 tên lửa các loại khắp đất nước, trong đó hơn 100 quả ở miền Tây, có thể nhắm vào Israel. Ông McKenzie nói, tôi nghĩ Iran đã phóng hết số tên lửa này vào Israel, nhưng gần như tất cả đều bị đánh chặn. Tehran sẽ không thể có đủ nguồn lực để tiến hành trận tập kích tương tự trong tương lai gần. Mới đây, tờ Courier của Áo trích dẫn dự thảo luật mà Bộ Năng lượng Áo đệ trình lên chính phủ cho biết, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Áo Lionel Giesler đã tiết lộ kế hoạch loại bỏ sự phụ thuộc vào khí đốt Nga vào năm 2028. Các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt đối với Nga do xung đột Ukraine không nhằm vào việc nhập khẩu khí đốt. Tuy nhiên, khí đốt Nga cung cấp cho Liên minh châu Âu đã giảm mạnh do các hạn chế và vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream vào tháng 9 năm 2022. Trả lời yêu cầu của hãng thông tấn Áo, Bộ Năng lượng Áo đã xác nhận thông tin chi tiết về dự luật loại bỏ khí đốt Nga. Để thông qua dự luật cần có sự chấp thuận của đảng cầm quyền Áo và ít nhất 2/3 phiếu ủng hộ tại Quốc hội. Hồi tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Giesler đã kêu gọi thực hiện các bước triệt để cắt giảm sự phụ thuộc của đất nước vào khí đốt Nga, bao gồm cả việc phá vỡ hợp đồng dài hạn mà công ty năng lượng nhà nước Áo OMV ký với tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đến năm 2040. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Lionel Giesler thừa nhận rằng lượng nhập khẩu khí đốt của Áo từ Nga vẫn đang tăng và đạt mức cao kỷ lục 98% vào tháng 12 năm ngoái. Viên đã tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ vào khí đốt giá cả phải chăng của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Áo đã không tìm được nhà cung cấp thay thế vì hàng nhập khẩu từ các nước khác đã được chứng minh là đắt hơn nhiều. Bộ trưởng Giesler được cho là đã gửi dự luật yêu cầu chính phủ đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của đất nước tới Đảng Nhân dân Áo, có tên viết tắt là OVP, do Thủ tướng Kurt Niehammer lãnh đạo. Theo tờ Courier cho biết, dự thảo của Bộ trưởng sẽ cần phải sửa đổi đạo luật công nghiệp khí đốt, đạo luật đa dạng hóa khí đốt và đạo luật chỉ đạo năng lượng. Những thay đổi được đề xuất nhằm mục đích giảm lượng khí đốt nhập khẩu của Áo, chủ yếu đến từ Nga, xuống mức 0 ngay sau năm 2027. Theo tờ Courier, mọi nhà cung cấp khí đốt ở Áo sẽ có nghĩa vụ chứng minh tỷ lệ khí đốt không phải của Nga trong khối lượng nhập khẩu ngày càng tăng của họ kể từ năm khí đốt 2024-2025 bắt đầu vào tháng 10 năm nay. OMV đưa tin vào đầu năm nay cho biết, năm 2023, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga của Áo đã đạt đến mức trước xung đột Ukraine, khi viên nhập khẩu gần gấp đôi lượng khí đốt mà nền kinh tế cần. Dữ liệu được Bloomberg trích dẫn cho thấy, nguồn cung cấp khí đốt ổn định của Nga và các chuyến hàng gia tăng đã giúp Áo trở thành nhà xuất khẩu dòng năng lượng lần đầu tiên sau 20 năm. OMV đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của Nga, là một trong những công ty đầu tiên đồng ý thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp theo cơ chế mà Moscow đưa ra đối với các quốc gia không thân thiện áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Giám đốc OMV Anfestem cho biết vào thời điểm đó rằng Áo chưa thể từ bỏ khí đốt Nga bởi việc từ bỏ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và an ninh năng lượng của nước này.